Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip test loa chế bằng con D882 và hướng dẫn anh em làm mạch loa từ con D882 nhé. Thì mạch loa được rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ cần một con D882. Còn này thì chúng ta có thể lấy trong vật mũi một con chở có vạch màu đỏ đỏ đỏ, mình không nhớ là chở bao nhiêu nữa, mình chỉ nhớ là đỏ 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 thôi. Thì D882, chúng ta cần con D882, các bạn có thể lắp vào nhôm giảm nhiệt này cũng được, còn để không cần một con tụ 10 microfarad. Đây mình chế cam hơi mờ thì em thông cảm nhé. Và một con chở chở đây thì mình không vẽ sơ đồ, mình sẽ chỉ luôn cho anh em. Thì đây là con transistor này. Thì đây là chân số 3, chân đây là chân 2, chân số 1. Thì anh em hàn trở từ chân số 2 đến chân số 3 nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn. Thêm tí thiết nhé. Khó tí. Ok, giờ thì mình sẽ ăn con tụ này, chân dương thì sẽ ăn chân số 3 nhé, còn chân âm thì sẽ là chân tín hiệu âm thanh vào. Thì mình đã làm sẵn một mạch rồi, mình đã làm sẵn một mạch cho anh em. Thì tí mình cho anh em cho đồ. Con em hoạt động thì rất là nóng, thêm quả tản, lắp thêm quả tản nhiệt nhé. Nghe lắp thêm nhôm tản nhiệt vào. Đây là sơ đồ của nó.
Rồi mình vẽ vội lên là anh em thông cảm nhé. Có 3 chân, đây là chân số 1 này, chân số 2 này, chân số 3 này. Đây là có con điện trở, vạch màu là đỏ đỏ đỏ. Nhớ là hại bao nhiêu nữa. Đây là con tủ 10 microfarad 50V hay bao nhiêu V cũng được. Bên này cực dương của tủ, bên này cực âm này, kể ký hiệu này. Thì cái giắc tai nghe tưởng tượng đi. Đây hai chân âm thanh cụ thẳng vào đây. Của mình hết mực rồi. Đấu thẳng vào đây. Còn chân âm, chân âm thì anh em đấu với chân số 1 này. Chân âm là đấu với chân số 1 này. Còn nguồn ra loa thì là chân số 2. Chân số 2 là ra loa. Còn cực dương thì là cái hàn thẳng vào loa luôn. Thì đây mình đã làm sẵn này. Mình dùng loa 8 ohm 3W. Cái vòng thì 8 ohm 3W. Rồi mình sẽ cắm điện này. Mình sẽ test cho anh em. Mic là mình đã làm sẵn rồi. Bây giờ mình bắt nhôm dần nhiệt vào. Bắt thêm nhôm vào để cho đỡ nóng. Em nhớ bắt thêm nhôm, nhôm tản nhiệt vào, không là nó sẽ cháy các chân chỉ tơ này. Mình sẽ lắp, mình sẽ test luôn cho anh em. Dùng cái jack 3.5 này cấp điện này. Nghe rất là to.
clip của mình.